Tối ngày 14 tháng 7, Ban chỉ đạo đề án phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, gọi tắt là đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Madarak tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân xã Krông Dinh. Dự buổi tuyên truyền có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi tuyên truyền, người dân xã Krông Dinh đã được phổ biến các nội dung như luật đất đai, luật căn cước, luật nghĩa vụ quân sự, tình hình giao thông đường bộ, bình đẳng giới, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, cách phòng tránh các tệ nạn xã hội, tín dụng đen. Nội dung tuyên truyền được thực hiện thông qua các tiểu phẩm, phim ngắn, phát tờ rơi có nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Xen kẽ chương trình là các tiết mục giao lưu tìm hiểu pháp luật với người dân. Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hoạt động của ban chỉ đạo đề án là sự cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân, kết hợp với giáo dục đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, xây dựng nếp sống văn hóa, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, tặng gần 90 suất quà cho gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 2 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trước đó, Ban chỉ đạo đề án 1371 tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp triển khai chuỗi hoạt động giao lưu, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ 320 triệu đồng để xây dựng 2 sân bóng chuyền cho nhân dân tại xã Krông Dinh, huyện Madarak.